chiếc hải thạnh này nó đang làm gì đây? Chắc đang dê ra nha. Chiếc này tàu cái nha anh em. Chiếc này tàu cái. Nó dê ra để mà cho chiếc tàu này bơm dầu nha. Đây chiếc tàu dầu này qua bơm nha. Qua bơm cho tàu đực. Kiên Giang khoái S6R lắm. Cho nên bây giờ là chuộng S6R nhiều ha, Mitsubishi S6R. Hải Thạnh này không có chơi sần khô. Xài lô bả nha, chiếc này xài lô bả nha anh em. TS. Còn nó làm gì nữa đây? Chiếc này chiều dài khoảng 24-25 m nha anh em. Chiều ngang là 5m mấy nha. 5m8, 5m9 đó chiếc này. Rồi vô đó đậu rồi, đúng rồi. Quay đầu lại. Chứ mà anh em thì đây là chiếc tàu đực nha anh em. Đang chạy đi lấy đá gì đây, thấy nổi phiêu à. KD91438TS. Tàu đực này bề ngang nó 4m mấy nha anh em. Cỡ 4m8 nha. Tẩu 2 chân còn trụ hàng hải nữa nè. Ồ, bữa nay chạy luôn nha anh em, có bông, có bông. Chạy luôn rồi. Tàu cái đâu ta? Vì là chiếc này không có chứa nước đá, chứa tàu cái thôi. Xài lô bả nha. Anh chơi anh sao có cái ống nước nữa nè. Nhầm khi để rửa chén rửa gì đó ha. Vỏ lãi chị lắm à. Chiếc này lái đôi vừa. Mẫu này cũng đời cũ anh em, không phải đời mới nha. Tàu đực này cỡ 5m2 đổ lại nha anh em. Rồi ok, ra khơi thôi. Cái này xài lô bả ha, sàn khô thì không có xài chân nào luôn, gá vô cái cẩu với mà trụ cabin á. Giờ chạy luôn. Và trước mặt anh em thì mình thấy là có hai chiếc giỏ nó đang kè cái chiếc ghe này về bến nha. Chiếc ghe này nó mới xuống ngụ nha anh em, mới xuống ngụ chưa có chạy được, mới sơn phết phần thân lại nha. khẩu ba chân. Chiếc này không biết chủ ghe cho làm cái hay đực đây. Đực quá. Mẫu này mẫu đời cũ nha anh em. Rồi một chiếc ghe chở tràm. Chiếc này 6m mấy bề ngang, cỡ 6m2, 6m3 nha. Hai ống bô. K38 cái gì đây? Rồi, chiếc này chiều dài của nó thì khoảng mình đoán đó là khoảng 20m đổ lại nha anh em. 20-21m nha. Nó không có dài đâu, nó ngay đơ, nhìn nó kỳ kỳ sao. Mà đừng có chê nó nha. Cây sao không đó. Cây thứ dữ mà sao trò chỉ hoặc là bô bô đến nha. Hai vô lãi kè nè. Một chiếc xà lan chuẩn bị qua mặt luôn nha. Chạy chở ghê thì chứ lúc mắt luôn rồi, quá ghê. Cái phần mui xà lan này có hạ xuống được nữa nha anh em. Đó, qua mặt rồi đó. Nhiều khi mấy ghe đời mới bây giờ cái dáng nó đẹp lắm nhưng mà con cái cây cối này nó không bằng cây hồi xưa nha. Cây hồi xưa là cây tốt nữa, già nữa. Cái này bề ngang khoảng 6m2 đổ lại rồi. Xài lô bả. Cái lái nó túm ha. Chứ mà anh em thì một cặp tàu nha anh em. Đang lui ra làm gì đây? Chắc đi ra khơi luôn quá. Wow. Cái này tàu đực nha anh em, tàu cái bên kia nha. Để coi nó chạy hướng nào đây. Nay ra khơi luôn rồi anh em ơi. Đúng rồi, có bông rồi, có bông rồi, ra khơi luôn. Vậy là chạy hướng đó nha. Hướng bên ngã ba cái sông Cái Bé. Cái chiếc xà lan này làm gì đây, để coi nó làm sao đây, quay đầu cái gì đây. Không quay đầu chạy đi luôn này. Máy ảnh nổi phiêu rồi, chạy lên bọt không mà tiếu thì chết. Xà lan Vĩnh Long nha anh em. Ghe khẩm cho nên là khó xoay chuyển lắm nha. Về Kiên Giang thì các bạn sẽ thấy là ghe cào đôi á rất là nhiều, nhất là ở Tắc Đậu nha. Thôi bây giờ đã bị cái gì đó rồi, cái lái nó khó ăn cái gì đó. Giờ anh dùng chiêu kéo qua nha, lên lô gịch nó qua luôn cái gì á. Vậy là chiếc tàu đực nó nằm bên trong nha anh em, tàu đực của nó nằm phía trong nha. Rồi lôi dây qua, gịch nó vô. Thì chiêu cuối cùng của mấy ảnh đó vô hết được rồi. Gịch lô nó vô từ từ á. Wow. Mới gắn xa luôn nha anh em. Sáu mét mấy bề ngang nha, cabin 3 tầng. Cái nóc này nó cười không? Tiếu. Mới lấy đá xong nha. Tàu cái nha anh em, chứ này tàu cái nha. Gắn máy lạnh luôn. Sàn khô 4 chân. Rồi đi ghe đó, ghe chở cháu. Cái này là chở cháu nha, đây là nhà máy bọc cá để mà giao nha. Chỗ lái của anh ngồi tuốt trên đó, ngồi cao luôn nè, đó, ngồi lái nè. Chứ mà anh em thì đây là chiếc tàu đực nha anh em, KR92945TS. Ghe này ghe Hưng Thịnh nha, tên Hưng Thịnh. Chắc đi lấy đá quá. Bề ngang 5 mét mấy, cỡ 5m2 nha. Tàu đực. Ghe làm nghề cầu lết không nha anh em. Dài thì 18-19 mét ha. Cái chiếc bên kia, chiếc bên này chắc mới lấy đá về nha. Chiếc này cũng tàu đực luôn nha, tàu đực luôn, mới lấy đá về. Cái bến của ảnh bên đó nha. Tàu đực này bề ngang nó 4m mấy rồi nha, xài lô bả nha anh em. Bề dài thì 15-16m nha. Đang chứa nước đá rất là khẩm mà. Sàn khô xài 2 chân. Đó, anh chỉ công lú đầu quay dợp á. Trời ơi, cái chiếc xà lan này chở đá vậy mà ghê trời. Tới luôn rồi nè. Mấy cảnh này ghê thì chứ. Chở đá nha. Mình thấy có cái bay đê ở trên đó nữa.